Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức nhanh MN24GI. Ngày mới thành tâm kính chúc quý vị luôn luôn có được những ngày tốt đẹp nhất. Hãy hoan hỉ đăng ký kênh và bật chuông thông báo vì nó hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên nhấn nút like và chia sẻ để ủng hộ kênh phát triển. Sau đây kính mời quý vị theo dõi nội dung bản tin hôm nay. Kinh hoàng tài liệu mật hé lộ các cuộc chiến bí mật chưa từng có của Mỹ. Các bạn thân mến, trên thế giới này, nói về chiến tranh ủy nhiệm hay tạo cớ để gây ra xung đột vũ trang thì người Mỹ chính là bậc thầy. Tuy nhiên, không phải tự dưng mà Mỹ có đủ tự tin cũng như sức mạnh để khơi mào chiến tranh một cách dễ dàng như vậy. Ngoài những lý do chính như tiềm lực quân sự, quốc gia giàu có hùng mạnh, thì Mỹ còn sở hữu một cỗ máy chiến tranh khiến ai nghe xong cũng phải rợn tóc gáy. Đó là một cơ quan tuyệt mật đến mức thành viên của Quốc hội cũng như các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao còn không nắm bắt được thông tin. Một cơ quan được thiết kế để ngăn chặn sự giám sát và bảo mật tuyệt đối danh tính của những người nằm trong đó. Cụ thể, những tài liệu đó là gì? Chúng tôi sẽ hé lộ ngay sau đây. Tờ báo The Intercept, chuyên điều tra về lĩnh vực quân sự của Mỹ đưa tin. Mỹ được cho là đã sử dụng một cơ quan bí mật với tên gọi là 127E để phát động ít nhất 20 cuộc chiến tranh ủy nhiệm kể từ năm 2017. Cơ quan này tuyên bố đã thu được các tài liệu chưa từng thấy và đã nói chuyện với các quan chức hàng đầu có kiến thức sâu sắc về chương trình này. Intercept đã nhận được các tài liệu thông qua đạo luật tự do thông tin, tuyên bố những tài liệu này là xác nhận chính thức đầu tiên rằng ít nhất 14 cái gọi là chương trình 127E đã hoạt động ở các khu vực Trung Đông và Châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2020. Lầu Năm Góc báo cáo khởi động 23 chương trình 127E riêng biệt trên toàn cầu từ năm 2017 đến năm 2020, tiêu tốn khoảng $310 triệu. Intercept giải thích rằng 127E là một trong số các cơ quan chức năng hầu như không được biết đến, được Quốc hội cấp cho Bộ Quốc phòng trong hai thập kỷ qua. Nó cho phép các lính biệt kích của Mỹ tiến hành các hoạt động chống khủng bố với sự hợp tác của các lực lượng đối tác nước ngoài và không thường xuyên trên khắp thế giới với sự giám sát tối thiểu từ bên ngoài. Chương trình này cho phép Mỹ trang bị, huấn luyện và cung cấp thông tin tình báo cho các lực lượng nước ngoài. Tuy nhiên, không giống như các chương trình hỗ trợ nước ngoài truyền thống, tập trung vào việc xây dựng năng lực địa phương ở các nước đối tác, 127E, lực lượng thay thế, dự kiến sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Washington chỉ đạo chống lại kẻ thù của Mỹ để đạt được các mục tiêu của Mỹ. Về cơ bản, đóng vai trò là người ủy nhiệm của Lầu Năm Góc. Hầu như không có thông tin nào về các hoạt động này được chia sẻ với bất kỳ thành viên nào của Quốc hội hoặc các quan chức Bộ Ngoại giao. Nhìn chung, người ta không biết những hoạt động này được tiến hành ở đâu, tần suất, mục tiêu của chúng hoặc thậm chí danh tính của các lực lượng nước ngoài mà Mỹ hợp tác để thực hiện. Những người chỉ trích chương trình cảnh báo rằng chúng có thể dẫn đến leo thang quân sự không lường trước và lôi kéo Mỹ vào hơn một chục cuộc xung đột trên khắp thế giới. Vì 127E không cho phép bất kỳ sự giám sát hoặc đầu vào nào từ các quan chức đối ngoại. Mặc dù là tài liệu mới nhất làm sáng tỏ hơn về chương trình 127E, nhưng hầu như công chúng và các thành viên quốc hội vẫn chưa được biết đến, những người không bao giờ nhận được bất kỳ báo cáo nào liên quan đến chương trình này. Một quan chức chính phủ quen thuộc với chương trình, người yêu cầu giấu tên đã nói với Intercept rằng hầu hết các nhân viên quốc hội thậm chí không có quyền xem các báo cáo của 127E. Stephen Schemmler, người đồng sáng lập một tổ chức tư vấn chính sách đối ngoại của Mỹ, nói với The Intercept, Lầu Năm Góc thích điều hành các hoạt động của mình với sự giám sát, đầu vào và đã làm như vậy trong nhiều năm. Ông Joseph Votel, một tướng quân đội 4 sao đã nghỉ hưu, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặc biệt và Bộ Chỉ huy Trung tâm Cơ quan Giám sát quân sự của Mỹ ở Trung Đông, đã xác nhận sự tồn tại của các nỗ lực chống khủng bố của chương trình 127E ở Ai Cập, Lebanon, Syria và Yemen. Một cựu quan chức quốc phòng cấp cao khác yêu cầu giấu tên, xác nhận một phiên bản trước đó của chương trình 127E cũng đã được thực hiện ở Iraq. Đây là bức tranh chi tiết nhất về một chương trình ít người biết đến, cho phép biệt kích Mỹ đi gieo rắc bạo lực thông qua các lực lượng đối tác nước ngoài hoặc trên khắp thế giới. Những người nước ngoài tham gia chương trình 127E đang lấp đầy những khoảng trống mà không có đủ người Mỹ thực hiện. Chương trình này cực kỳ hiệu quả trong việc nhắm mục tiêu tới các nhóm chiến binh, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho lực lượng Mỹ. Một cuộc chiến tranh xâm lược hay chiến tranh ủy nhiệm có thể xảy ra từ nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân sâu xa và ý nghĩa thật sự của nó vẫn là sự ăn cướp của nước đi xâm lược đối với nạn nhân bị xâm lược. Dù cho họ có dùng danh nghĩa chính trị gì đi nữa, tôn giáo, ý thức hệ, phản kích tự vệ, trừng phạt, bảo vệ đồng minh, bảo vệ hòa bình, bảo vệ hay đem tới tự do dân chủ,
thì bản chất các cuộc chiến tranh đều xuất phát từ sự tranh chấp chủ quyền, tranh chấp lợi ích. Do đó, nếu cho rằng Mỹ và châu Âu là những hiệp sĩ đi cứu nhân độ thế cho hành tinh này, những chiến sĩ tự do đi phổ biến dân chủ, nhân quyền khắp quả đất, đi đánh nước này, nước kia, đem bom dội lên nước đó là để giúp đỡ nước đó, là vì các mục tiêu tốt đẹp thì thật là ngây thơ. Từ thời lập quốc tới năm 1924, quân đội Hoa Kỳ đã trải qua hơn 100 cuộc chiến và hàng vạn trận chiến lớn nhỏ trong quá trình xâm lược, thôn tính, diệt tộc, chiếm đất của các lực lượng bản địa. Các chủng tộc, dân tộc bản xứ trước đó có hàng chục triệu người, sau hơn 100 cuộc chiến chỉ còn lại chừng mấy trăm ngàn người. Từ thời lập quốc đến năm 1973, quân đội Mỹ đã đàn áp và đánh dẹp khoảng 30 cuộc khởi nghĩa chống chế độ nô lệ, siêu cao thuế nặng, bất công giai cấp. Từ năm 1835 đến năm 1932, quân đội Mỹ đã tham chiến trong gần 10 cuộc chiến tranh, xung đột quân sự biên giới. Trong nửa cuối thế kỷ 20, các chính phủ Mỹ và CIA đã nhúng tay giật dây lật đổ gần 50 chính quyền nước khác, phần lớn nguyên thủ quốc gia trong số đó là do dân bầu lên. Trong quá trình đó, các trọng điểm quân sự và dân sự của gần 30 quốc gia đã bị quân đội Mỹ tấn công bằng bộ binh hoặc giải bom không kích. Trong đó, hơn 10 quốc gia đã bị Mỹ tấn công, can thiệp trực tiếp và toàn diện, chứ không chỉ riêng về quân sự. Trong bài dày chinh chiến hơn 200 năm ấy, quân đội Hoa Kỳ chỉ chịu thất bại duy nhất một lần, đó là ở Việt Nam. Và không nói đâu xa, Việt Nam chính là nạn nhân của chiến tranh ủy nhiệm do Mỹ đứng sau giật dây chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Những tàn dư của chế độ ấy cho đến tận ngày nay vẫn rao giảng về thời kỳ nội chiến của dân tộc ta. Nhưng xin thưa, đó không phải là nội chiến, đó là chiến tranh giữa Việt Nam và đế quốc Mỹ đánh đuổi quân xâm lược, mang về độc lập cho nước nhà. Thưa các bạn, ngay trong chính thời điểm hiện tại, chúng ta cũng đang chứng kiến một cuộc chiến ủy nhiệm của Mỹ và các đồng minh khối NATO thông qua xung đột Nga-Ukraine. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Ngày 19 tháng 4, Nga chính thức chuyển sang giai đoạn 2 của cuộc xung đột với Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rõ, mục tiêu của giai đoạn 2 là giải phóng có hệ thống Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Trong khi đó, Ukraine được sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây cũng đã tập trung chuyển sang trạng thái đối đầu mới. Cuộc chiến tranh hiện tại ở châu Âu nhìn bề ngoài là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin từng nói rằng, trên thực tế, chính Mỹ đang tham chiến với Nga và nước này đơn giản muốn sử dụng các lực lượng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm để tiến hành cuộc chiến đó. Ông Putin cũng nhiều lần cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu xung đột tiếp tục lan rộng. Ở giai đoạn 1, Mỹ và các đồng minh ủng hộ Ukraine như cổ vũ. Tinh thần chống Nga thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính nhằm vào Nga, cung cấp cho Kiev các phương tiện chiến tranh mang tính phòng thủ, thì nay đã có sự chuyển hướng mạnh mẽ. Một là hỗ trợ tài chính kinh tế cho Ukraine ở mức chưa từng có. Thông qua các tổ chức tài chính quốc tế, Mỹ và các đồng minh chi phối để cấp cho Ukraine nhiều gói tài chính lên đến gần 100 tỷ đô để nền kinh tế nước này đứng vững trong cuộc xung đột. Đồng thời, viện trợ nhiều tỷ đô để Ukraine khôi phục những khu vực bị tàn phá do các cuộc xung đột mới đây. 2. Viện trợ vũ khí tấn công ổ ạt. Nắm được mục tiêu giai đoạn 2 chiến dịch của Nga ở Donbass, Mỹ và các đồng minh đang nhanh chóng biến Ukraine thành quốc gia đối đầu ủy nhiệm để chống Nga, quyết làm Moscow suy yếu về kinh tế, thất bại về quân sự và không còn là mối đe dọa của NATO. Vì thế, nhiều nhà lãnh đạo, quan chức cấp cao của Mỹ và NATO đã đến Kiev để khẳng định sự ủng hộ đến cùng, đồng thời nắm bắt nhu cầu các phương tiện chiến tranh nhằm cung cấp một cách nhanh chóng nhất, nhiều nhất có thể. Lầu Năm Góc đã gia tăng tốc độ vận chuyển nhanh tới Ukraine vũ khí hạng nặng trị giá hơn 1 tỷ đô và các khoản viện trợ khác cho Kiev bằng đường biển, đường hàng không. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp cho Ukraine đủ pháo để trang bị cho 5 tiểu đoàn phục vụ ở chiến trường Donbass. Quân đội Mỹ cũng bắt đầu huấn luyện lực lượng Ukraine sử dụng các thiết bị vũ khí mới ở bên ngoài lãnh thổ nước này. Như vậy, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine gần 4 tỷ đô, chủ yếu là vũ khí tấn công hạng nặng như tên lửa và đang tính toán tiếp tục gia tăng viện trợ. Đức, Ba Lan, Anh, Pháp cũng ồ ạt viện trợ nhiều tỷ đô vũ khí tấn công cho Ukraine. Đánh giá về động thái nói trên của Mỹ và NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cáo buộc phương Tây đang đổ thêm dầu vào lửa và không muốn chiến sự kết thúc sớm khi liên tục bơm vũ khí cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thì cho rằng,
Mặc dù NATO phủ nhận liên minh này là một phần của cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng thực tế, NATO đang chiến tranh với Nga qua việc sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm. Bà Maria Zakharova nhấn mạnh, để kiềm chế Nga, NATO đang tăng cường lực lượng ở Sườn Đông, cũng như tiếp tục lôi kéo Georgia, Phần Lan và Thụy Điển cùng các quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương vào phạm vi ảnh hưởng của mình. Diễn biến cuộc xung đột Nga-Ukraine cho thấy, kể từ sau chiến tranh lạnh đến nay, NATO luôn xem Nga là mối đe dọa an ninh số 1, riêng Mỹ thì coi Nga là đối thủ cạnh tranh chiến lược hàng đầu. Mỹ và phương Tây luôn muốn dập tắt những hy vọng của Nga trong việc phục hồi vị thế cường quốc toàn cầu của Liên Xô như trước đây thông qua quá trình đông tiến của NATO. Mối quan hệ giữa Nga với Mỹ và phương Tây đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm giữa đối đầu và hòa hoãn. Tuy khác nhau về mức độ, nhưng bản chất vẫn là cạnh tranh chiến lược và đối kháng lợi ích. Sự mở rộng ảnh hưởng của bên này trong cách tiếp cận của bên còn lại sẽ thu hẹp lợi ích của bên kia. Vì thế, khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Mỹ và phương Tây coi đó như cơ hội vàng để làm Nga suy yếu về mọi mặt. Họ biến Kiev thành chiến trường ủy nhiệm lâu dài, vừa để tiêu thụ lượng vũ khí dư thừa, cũ kỹ, tồn kho, vừa thúc đẩy các tập đoàn sản xuất vũ khí gia tăng nghiên cứu, sản xuất các loại vũ khí mới, vừa đánh giá tiềm năng, sức mạnh và lỗ hổng của Nga trên chiến trường, quảng bá mối đe dọa của Nga nhằm kết nạp thêm các thành viên mới vào NATO. Chẳng vì thế mà Nga và một số nhà lãnh đạo nước này đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ thế chiến thứ ba có thể xảy ra khi chiến trường ủy nhiệm Ukraine vượt tầm kiểm soát. Thưa các bạn, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, không một tổng thống Mỹ nào quên được rằng cả Moscow và Washington đều có khả năng rơi vào một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể hủy diệt nền văn minh nhân loại. Vì lẽ đó, các nhà lãnh đạo Mỹ, trước hết là Tổng thống Truman, tiếp đến là Eisenhower, đã áp dụng chiến lược kiềm chế Liên Xô ở châu Âu và không cố gắng đẩy lùi sức mạnh của nước này thông qua việc vũ trang cho các lực lượng chống Liên Xô tại Đông Âu. Nga và Mỹ hiện nay cũng nên ghi nhớ điều này, bởi nếu cả hai bên tham gia vào một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, thì không chỉ bản thân những nước này phải gánh thiệt hại, mà các lực lượng tham chiến trên thực địa, những lực lượng đang trở thành con tốt của các chương trình nghị sự mà họ theo đuổi, sẽ phải chịu hậu quả, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo! Kết thúc bản tin này, chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau.